Thân vội đỡ thầy dậy. Thầy không sao chứ, vừa rồi thầy làm chúng tôi sợ quá, tôi cứ ngỡ thầy bị làm sao thì khổ. Thầy chậm rãi. Tôi không sao đâu, có dòng vừa nhập vào tôi, nhưng dòng ấy thoát ra rồi. Cô An, thảo nào ánh mắt của thầy đáng sợ đến thế, nhưng dòng nói gì hả thầy, chúng con nghe không rõ. Thầy lắc đầu. Dòng nhập hoàn toàn, nên bản thân tôi không biết dòng muốn nói điều gì. Mọi người không nghe thấy một câu nào hay sao? Cô An lắc đầu. Tại thầy nói nhỏ quá nên con không nghe được thầy ạ. Thầy gật gù. Vậy thì chúng ta cũng đành chịu thôi. Cô mau về đi, tôi không giúp được cô đâu. Bà Thân. Thầy ạ, vậy thầy có quen biết ai có thể hiểu về âm dương, giới thiệu giúp gia đình cô ấy không ạ? Thầy đáp. Tôi biết thì tôi đã nói từ sớm rồi. Cái này là tùy duyên. Nếu không có duyên thì dù tôi có chỉ, gia đình cũng không gặp được. Tôi mệt lắm rồi. Mọi người mau về đi. Giờ là 4 giờ chiều rồi. Mọi người không nên ở lại đây, kẻo ảnh hưởng sức khỏe. Thầy nói rồi đi ra, bật đèn trong nhà lên cho sáng hơn một chút. Tất cả các bóng bật sáng đều mang ánh đỏ rất mờ. Bà Thân buộc miệng. Sao thầy không dùng ánh sáng trắng cho sáng mà dùng toàn đèn ngủ màu đỏ, vừa tối vừa mờ thế này ạ? Thầy khẽ cười. Nhà tôi chủ yếu cho người âm, tôi không dùng màu khác được. Mọi người thông cảm, mau về đi cho sớm. Nếu có duyên, vài ngày nữa sẽ gặp được quý nhân. Người ta sẽ có cách giúp gia đình nhà cô. Cô An, nhưng ngộ nhỡ người đó không xuất hiện thì sao hả thầy? Không lẽ chúng con cứ phải ở nhà mà đợi trong vô vọng hay sao? Mà khi nãy thầy nói là nhìn thấy sợi dây thòng lọng, và nói còn ít nhất 4 mạng nữa là sao hả thầy? Thầy làm cho con càng ngày càng lo thêm. Thầy nhăn mặt. Đúng là tôi thấy sợi dây thòng lọng, nó cứ lúc ẩn lúc hiện, nhưng tôi không nhìn rõ được. Mọi người không chờ được thì có thể đi tìm thầy khác cao tay hơn nhờ giúp đỡ. Vậy đi, chúng ta chia tay tại đây, tôi không tiễn. Cả ba thất vọng ra về. Bà Thân hỏi, hai người có thấy điều gì lạ ở nhà thầy Mau không? Nghe cách thầy ấy nói, tôi đang nghĩ có khi thầy ấy biết chuyện gì đó, nhưng lại không thể nói cho chúng ta biết chuyện thì phải. Cô An, trước lúc thầy bị nhập, thầy có nói là nhìn thấy sợi dây thầm lọng và có ít nhất 4 mạng người. Con có hỏi lại nhưng thầy nhất quyết không nói. Mẹ chồng cô An, nếu dòng không nhập vào thầy Mau lúc ấy thì mẹ nghĩ thầy ấy có thể nói được nhiều hơn như thế rồi. Chẳng lẽ cái dòng ấy là cố tình phá chuyện của mẹ con mình hay sao? Bà Thân, vậy chúng ta đi tìm thầy khác đi. Bà thử hỏi mọi người xem, còn thầy nào cao tay thì nhờ thầy giúp đỡ xem sao. Quê tôi nhiều thầy lắm, nhưng mà mấy thầy ấy chỉ toàn nói dựa, không có tâm. Mình đang có chuyện không hay, họ làm được hay là không cũng không nói, để gia đình biết còn lo liệu, mà cứ dơ hết về cho bản thân làm để lấy tiền. Ví như cái nhà hàng xóm nhà tôi năm ngoái cũng có người mất do tai nạn. Gia đình đi xem thầy cứ gọi là trùng tang, phải làm lễ trấn trùng. Gia đình bà ấy cũng mời cả mấy thầy về làm, mà không xong nên phải lập đàn. Thầy lập đàn cúng cả ngày ròng rã và bảo cắt xong dây oan rồi, cả nhà cứ yên tâm làm ăn. Vậy mà vừa cúng hôm trước, hôm sau cháu bà ấy bị ngã xuống ao chết đuối. Khổ lắm bà. Cô An, lại có chuyện như vậy nữa hay sao hả bác? Sao người ta ác quá vậy? Nếu không làm được thì thà cứ như thầy Mau đuổi chúng ta đi về, chứ cứ nhận về rồi lấy tiền của người ta. Người ta mất người đã khổ lắm rồi, còn bị lừa tiền, mà trong khi người vẫn chết. Bà Thân, bởi vậy mới nói thầy không có tâm. Nếu thầy có tâm như thầy Mau á, thì cô xem, nhà nghèo rất mộng tơi ra đấy. Thầy ấy rất khó tính, vì ai giúp được thì mới giúp. Nếu ai mà thầy không giúp được là đuổi về hết. Ai cố nài là thầy còn chửi cho đấy. Tiền thầy lấy cũng ít lắm, thầy chỉ xin chút tiền nhang đèn thôi, chứ không lấy cả mấy chục triệu như mấy thầy cúng khác đâu. Bà Tâm, mẹ chồng cô An, gật đầu tán thành. Đúng là thầy ấy không làm màu với chúng ta, nhưng mà càng như vậy tôi là càng thấy lo. Giờ chúng tôi cũng khác gì người mù đi đường đâu hả bà? Không đi xem thì không thấy lo, càng đi xem càng thấy lo ngày ngái. Cô An, hay con chở mẹ về nhà thầy lần trước, về cúng cho anh Nam, hỏi thầy xem thế nào. Nếu đúng là anh Nam vẫn còn ở trong nhà thì mình mời thầy về làm lễ lại cho anh Nam được không mẹ? Bà Tâm nghe cô An nói vậy có lý, bèn gật đầu đồng ý. Hai mẹ con cô An chia tay bà Thân trở về nhà cũng đã tối. Hai thằng Khang Khanh được chú Đông đón về bên ấy từ trưa. Thấy bà và mẹ về, cả hai hồ hởi chạy ra đón. Vợ chú Đông thấy mặt mẹ và chị buồn, đoán được lý do, bèn hỏi. Mọi chuyện có được như ý không mẹ? Bà Tâm thở dài.
mất công rồi con ơi. Bà thầy Mo mà con nói thì bị bệnh phải đi viện. Mẹ con dẫn mẹ tới nhà thầy Mâu thì thầy cũng chỉ nói là không giúp được. Chú Đông ngồi suy tư. Quả nhiên là khó thật. Vậy chúng ta tính xem đi thầy khác mẹ à. Một thầy không được thì ta đi 10 thầy, không lẽ không ai giúp được hay sao? Cô An giọng buồn buồn. Lúc ở nhà Thím Đông, chúng tôi gặp cô Hoa. Cô ấy không làm thầy, nhưng mà cũng biết chút ít về âm dương nên có nói về vấn đề. Thím Đông ngạc nhiên. Là chị Hoa, người nhà em hả chị? Chị ấy cũng được ăn lọc nhưng không mở phủ. Chị ấy trước giờ ít nói chuyện với người ngoài lắm. Nếu chị ấy chịu nói thì chắc chắn là có cách. Bà Tâm lắc đầu. Cô ấy chỉ bảo là về chờ 3 ngày nữa sẽ gặp được thầy cao tay. Nhưng con An nó cứ băn khoăn, 3 ngày thì không biết còn xảy ra những chuyện gì tiếp theo nữa. Chú Đồng đưa ra ý kiến. Vậy chị An với các cháu ở lại nhà em đi, chúng ta chờ 3 ngày xem sao. Cô An không đồng ý. Tôi sao bỏ nhà sang đây ở được, anh Nam chú mới mất vài ngày, nhà cửa lạnh tanh thì tội nghiệp lắm. Bà Tâm. Mẹ nghĩ thằng Đồng nói phải đấy. Nếu con không yên tâm về nhà cửa thì để 2 cháu bên này với chú Đồng, con về bên nhà với mẹ. Mẹ sẽ ngủ cùng con mấy ngày này xem sao. Mọi chuyện được quyết định theo lời bà Tâm nói. Đêm đó cô An nằm cùng mẹ chồng, hai mẹ con tâm sự mọi chuyện tới tận khuya mới ngủ. Cô không biết ngủ được bao lâu thì bị tiếng chó nhà hàng xóm sủa làm cho giật mình tỉnh giấc. Cô mở mắt thấy mẹ chồng vẫn ngủ say nên xoay người quay mặt ra ngoài ngủ tiếp. Cạch, cạch. Ngoài hiên có tiếng động làm cô giật mình. Cô ngước mắt lên nhìn lên, thấy có bóng người đang treo lơ lửng ngay giữa cửa sổ. Quá sợ hãi, cô hét toáng lên. Mẹ cô bật dậy. An, có chuyện gì mà con hét lên như thế? Cô lắp bắp chỉ tay ra cửa sổ. Cái gì ở cửa kia vậy mẹ? Bà Tâm nhìn theo tay cô An thì cũng hơi giật mình. Đột ngột bà đứng dậy ra cửa sổ, kéo cái bóng đen lơ lửng ấy xuống. Là bộ quần áo mẹ treo lên cửa sổ từ tối mà quên không cất đi thôi. Còn lại hình dung ra có người treo cổ ở đây hả? Bà mang bộ quần áo ném xuống dưới chân giường. Có bộ quần áo thôi mà, cô đừng có sợ nữa. Còn hét vậy, đến hàng xóm cũng bị đánh thức mất. Cô An mấy giờ mới hoàn hồn. Mẹ treo quần áo ngay cửa sổ, làm con sợ quá. Con cứ nghĩ đến hình ảnh anh Nam ngày trước. Bà Tâm đáp. Được rồi, con yếu bóng vía thế, thảo nào hay bị nhát là đúng rồi. Giờ đi ngủ đi, hơn 2 giờ đêm rồi đó. Cô An nằm xuống, nhưng tim vẫn đập loạn xạ. Cô nhắm mắt, cố gạt hình ảnh kinh dị ra khỏi đầu, nhưng không tài nào ngủ ngay được. Tiếng con chó hàng xóm cứ tru lên từng hồi trong đêm hoang vắng, lại càng tăng thêm cảm giác sợ hãi trong cô. Rịch, rịch. Có tiếng người bước nặng chân phía sân về nhà bếp. Cô khẽ hỏi. Mẹ có nghe thấy tiếng gì không? Hình như có tiếng người đi dưới bếp nhà mình, con nghe rõ lắm. Bà Tâm lặng tay cố gắng nghe, nhưng không thấy gì, bà đáp. Mẹ không nghe thấy gì cả. Có lẽ con chuột chạy lục sục dưới bếp thôi. Ngày mai mẹ đặt bẫy là xong. Cô An không nói thêm gì nữa, chỉ cố nhắm mắt lại ngủ. Cô lại nằm mơ. Giấc mơ của cô không kinh hoàng như trước nữa. Cô mơ cô cùng các con bị ai đó đuổi chạy dọc bờ đê. Cô cứ 2 tay dắt 2 đứa con mà cắm đầu cắm cổ chạy. Đang chạy thì đột ngột chân cô bị giữ lại. Cô cố gắng vùng dậy thoát khỏi bàn tay ấy thì bị mẹ chồng làm tỉnh giấc. Cô ú ớ. Mẹ ạ, có chuyện gì sao? Mẹ chồng cô ngồi yên lặng nhìn cô. Con lại mơ thấy ác mộng sao? Sao con hét to thế? Đang đêm mà con hét thế này thì cả làng nghe thấy mất. Con xin lỗi mẹ, tại con mơ thấy ba mẹ con bị người ta đuổi bắt nên con hô cứu. Có khi mai mẹ mua cho con ít tâm sen về sắc thuốc uống, chứ cứ thế này làm sao mà con ngủ yên giấc được. Nhiều khi mất ngủ nhiều làm người ta mệt mỏi đấy con à. Bà Tâm nói rồi đứng dậy mở cửa ra ngoài. Cô An thắc mắc. Mẹ đi đâu vậy? Trời còn chưa sáng mà. Mẹ mắc đi tiểu, con nằm ngủ đi. Bà vừa mở cửa ra thì nhìn thấy cái bóng trắng toát đang lơ lửng ở vườn. Bà tưởng mình hoa mắt nên đưa tay dụi mắt tới mấy lần. Chiếc bóng ấy dường như đang di chuyển rất chậm. Bà đóng cửa lại gọi. An, con mau ra đây. Cô An xuống giường chạy ra cửa đứng cạnh mẹ chồng. Hiện tượng lạ ấy cô đang nhìn thấy là lần thứ 2 nên bớt sợ hơn lần đầu. Cô đáp. Nói đấy mẹ, lần trước con và tụi trẻ cũng nhìn thấy cái bóng y như vậy. Con đưa cái đèn pin cho mẹ, lấy cái đèn mỏ của thằng Nam ra đây cho sáng. Cô An vào nhà lấy cái đèn mỏ đưa cho bà Tâm.
bà nhắm thẳng vào cái đèn về phía cái bóng trắng toát mà bật công tắc. Ánh sáng của cái đèn chiếu thẳng vào màn đêm dày đặc, ánh sáng yếu dần về phía cái bóng trắng. Bất thình lình, cái bóng quay lại ngước đôi mắt sáng đỏ rực, nhìn chằm chằm về phía mẹ con cô An. Bà Tâm bị đôi mắt đỏ rực kia nhìn thì bất ngờ đánh rơi cái đèn mỏ xuống đất. Cô An lúng túng dội cúi xuống nhặt. Bà Tâm kéo chặt cửa lại chốt then và ngồi thụp xuống đất. Ôi trời ơi, cuối cùng ma thật hả? Ở trong vườn nhà có ma thật. Cô An khẽ đáp. Là thật mẹ ơi, mắt nó đỏ rực, mẹ cũng nhìn thấy đúng không? Lần trước con và tụi nhỏ chỉ thấy cái bóng chứ không thấy mặt của nó. Chúng ta phải làm sao đây mẹ? Soạt, soạt. Tiếng động phát ra phía vườn chuối nhanh chóng lọt vào tai hai mẹ con cô An. Tay cô nắm chặt lấy cái đèn, miệng liên tục lẩm bẩm. Anh Nam ơi, có phải anh về không? Anh sống khôn thác thiên, anh làm ơn đừng hù mẹ và em nữa, em xin anh. Vong oán phần 11, tác giả Hạ Dương, Phú Dương. Tiếng động phát ra phía vườn chuối nhanh chóng lọt vào tai hai mẹ con cô An. Tay cô nắm chặt lấy cái đèn, miệng liên tục lẩm bẩm. Anh Nam ơi, có phải anh về không? Anh sống khôn thác thiên, anh làm ơn đừng dọa mẹ và em nữa, em xin anh. Mẹ chồng cô khẽ hút nhẹ vào tai cô. Con đưa cái đèn cho mẹ, mẹ muốn nhìn lại tận mắt, mồm ngang mũi dọc con ma nó đã làm sao. Nói rồi, bà cầm lấy cái đèn soi ra vườn chuối lần nữa. Kỳ lạ thay, không có gì ngoài vườn. Cái bóng trắng ấy đã biến mất hút, không còn trong tầm mắt của bà nữa. Cô An cũng từ từ đứng dậy, cô nói. Lại mất rồi ư, lần trước nó cũng xuất hiện, rồi lúc con khấn anh Nam nó cũng đột ngột biến mất y như vậy. Không lẽ là anh Nam thật hả mẹ? Bà Tâm không biết chuyện gì đang xảy ra. Vừa hay lúc ấy có tiếng gà gáy sáng, tiếng chó tru cũng ngưng từ lúc nào. Bà nhìn đồng hồ đã là 4 giờ sáng. Bà bảo, có lẽ trời sáng cho nên nó đi rồi con à. Cô An bật điện trong nhà lên cho sáng. Con nghĩ chúng ta nên tới nhà thầy hỏi cho ra lẽ, chứ cứ thế này không ổn mẹ à. Được rồi, sáng ra mẹ con mình tới nhà thầy xem sao. Hai mẹ con cô An tranh thủ đi ngủ lại, nhưng chắc chả ai ngủ nổi. Ai cũng nhắm mắt, nhưng nhắm để đấy, chứ đầu óc mọi người đang đuổi theo mỗi dòng suy nghĩ khác nhau. Sáng ra, cô An điện thoại cho thầy, nhưng điện thoại của thầy không liên lạc được. Cô An chở bà Tâm xuống nhà thầy ở tuốt chỗ bến đò. Hai mẹ con cô đến khá sớm, nhưng nhà thầy cổng đóng then cài. Cô An ngó nghiêng vào trong thì gặp bà hàng xóm đi chợ ngang qua. Bà ấy nói, mọi người tìm thầy Hiện phải không? Thầy ấy đi làm lễ cho người ta, chắc phải cả tuần mới về. Thầy mới đi chiều hôm qua rồi. Cô An, cháu cảm ơn bà. Bà làm ơn cho cháu hỏi thăm thầy Hiện ở một mình hay sao ạ? Tại cháu đến lần trước chỉ có mình thầy ở nhà. Ừ, thầy có vợ con, nhưng họ về bên ngoại ở. Thầy ấy cứ bám lấy đất này rồi đi cúng bái làm phúc. Ông thầy này hiền lành lắm. Dân, cháu cảm ơn bà. Cháu tưởng thầy có người thân ở cùng thì hỏi thăm xem có cách liên lạc với thầy hay không, tại cháu có chút việc gấp. Không có đâu cô ơi. Nếu cô không gấp á, thì chờ tuần nữa thầy về. Còn không á, cô sang nhà thầy Hạnh ở gần đây cũng được. À, mà cô xem cúng bái hay là bắt ma thế. Thầy Hạnh này á, toàn khách ở xa đi ô tô về xem thôi. Thầy ấy chuyên bắt ma với lập đàn cúng bái. Tuy nhiên thầy toàn xem cho khách ở xa đến, chứ quanh đây chả có ai xem đâu cô ơi. Cô có đi á, thì tôi chỉ đường cho. Cô An nhờ bà cụ chỉ đường, rồi hai mẹ con lại tìm đến nhà thầy Hạnh. Mới sáng ra nhưng nhà thầy đông người tới xem. Họ ngồi kín ở ngoài sân và trong nhà. Mẹ con cô vào sân ngồi chờ đợi. Có mấy bà ở xa đến xem, thấy mẹ con cô An liền bắt chuyện. Bà ở đâu đến xem thế? Chúng tôi ở tận Thái Bình về cậy cửa điện đấy bà. Nghe người ta đồn thầy này giỏi lắm. Bà Tâm đáp. Dân, chúng tôi ở gần đây thôi. Tôi cũng nghe người ta giới thiệu nên mới đến, chứ chưa xem bao giờ. Trong nhà đột ngột có tiếng quát. Cút đi! Mày không cút đi ngay, tao chém chết mày! Cô An đứng dậy, ngó vào trong nhà, thấy một người phụ nữ ăn mặc xanh điệu, má phấn môi son, lòe loẹt, đang quát tháo hai mẹ con người khách đến xem. Người đang chờ. Chị ơi, ai là thầy ạ? Là người môi son đỏ chót đó, bà ấy đồng bóng nhưng mà xem hay lắm, chúng tôi chờ 2 ngày rồi mà chưa có duyên xem được đây. Cô An nhìn thầy bất giác rùng mình, cô không hiểu sao mình hay bị ớn lạnh đến thế. Cô ra nói với mẹ chồng. Con thấy có người đến chợ 2 ngày mà chưa đến lượt xem, mẹ con mình giờ mới đến thì liệu có xem được hay không ạ? Bà Tâm đáp, chúng ta cũng đã đến rồi thì đành chờ thôi con ơi, hy vọng là mình có duyên.
Tiếng thầy tiếp tục quát tháo trong nhà. Con ma dại kia, mày dám chống đối hay sao? Được, tao sẽ cho mày hồn tiêu phách tán. Thầy Hạnh đứng dậy đốt một bó hương to cầm trên tay. Bó hương theo sự di chuyển của bàn tay thầy mà bùng lên cháy khói nghi ngút. Thầy cầm bó hương dội xuống bàn tay đứa bé đang bị ma nhập kia. Đứa bé trợn mắt lên rồi ngoác miệng ra khóc. Đau quá, nóng quá, mẹ ơi cứu con đau quá. Thầy quát, biết đau thì mau cút khỏi nơi đây cho ta. Nói rồi thầy lại tiếp tục cầm bó hương đang cháy dội vào người đứa bé. Đứa bé giãy dụa rồi nhào vào người thầy mà đâm. Thầy trở tay không kịp, bị ngã chỏng kềnh ra đất. Bó hương bị bắn tung tóe ra sàn nhà. Thầy lồm cồm bò dậy, túm lấy tóc đứa bé, giật ngược lại đằng sau. Thằng này láo, dám đánh cả thầy sao? Vậy thầy đánh cho mày chưa? Thầy vừa nói vừa giơ tay còn lại tát liên tục vào mặt đứa bé. Đứa bé la hét đau đớn rồi từ từ gục xuống chân thầy. Máu từ miệng con bé rỉ ra bên mép. Cô An đau lòng thốt lên. Trời ơi, đánh thế kia thì chết con bé mất còn gì nữa. Mấy người khách đi xem quay lại nhìn cô An. Một người lên tiếng. Thầy Hạnh đang bắt ma, thầy đánh con ma, chứ cô đánh đứa trẻ đâu mà cô kêu ác. Cô An thương xót đứa bé, bèn giải thích. Nhưng con ma đâu không thấy, tôi chỉ thấy con bé bị giả miệng tới chảy máu rồi. Sao mọi người nhẫn tâm nhìn cảnh này mà không ai lên tiếng? Một người nhà của con bé vội vã giải thích. Không sao đâu cô ơi, con bé nhà tôi bị ma nhập, chúng tôi đưa đi khắp mọi nơi mà không ai trục dông được. Cũng may có người giới thiệu thầy Hạnh nên chúng tôi tới nhờ thầy. Lần trước thầy đã giúp con bé lấy được hồn về nhưng chưa trục được dông. Thầy hẹn 7 ngày quay lại, thầy sẽ trục dông con ma khỏi người con bé. Tôi là cô con bé mà. Cô An nhìn vào trong nhà, thấy thầy Hạnh đang ấn người con bé gập xuống đất. Con bé đã thôi không gào thét, ánh mắt nó cũng không hung dữ như ban nãy. Cô con bé nói tiếp. Đấy, con bé ngoan rồi đấy cô ạ. Thầy chắc trục được dông con ma ra rồi. Một người hỏi. Con bé bé tí, thế sao mà đã bị dông theo hả cô? Cháu trước đây ngoan lắm. Mấy tháng trước cháu đi học về, kêu đau bụng rồi đau đầu. Cả nhà tôi nửa đêm phải chở cháu đi cấp cứu. Cháu vào đến bệnh viện thì đột ngột khỏe mạnh, không còn kêu đau đớn nữa, nên bác sĩ cho cháu về nhà theo dõi. Tuy nhiên, cứ nửa đêm là cháu lại ôm đầu gào thét, làm cả xóm cũng bị đánh thức. Chúng tôi mới đi xem thì thầy nói là con bé bị ma ám. Chúng tôi đi biết bao nhiêu thầy, nhưng mà không ai giúp được. Cũng may nhờ gặp được thầy Hạnh, tôi hy vọng là hôm nay thầy sẽ trục được dông. Cô An hơi nhíu mày. Chỉ là con bé nửa đêm ôm đầu gào khóc mà thầy nói là bị ma ám hay sao? Sao cô không cho đi bác sĩ kiểm tra đầu xem con bé bị đau do đâu? Nhà tôi cho đi cả Hà Nội khám rồi, bác sĩ nói là không làm sao cả nên mới đi xem. Mà con bé từ hôm ấy đầu óc không bình thường nữa cô ạ. Nó cứ tha thẩn một mình. Nó nghỉ học từ đó đến giờ rồi đấy. Mắt nó lúc nào cũng lừ đừ, nhiều lúc nó hay trợn lên dữ tợn rồi gầm gừ những âm thanh khó nghe lắm. Cũng không phải tự nhiên chúng tôi cho cháu đi xem rồi trục dông đâu. Mọi người bây giờ mới gật gù ra điều đã hiểu chuyện. Cô của đứa bé nói tiếp. Tuần trước chúng tôi tới nhà thầy Hạnh này xem. Vừa vào tới sân, thầy từ trong nhà lao ra túm lấy con bé, giả liên tiếp mấy cái vào mặt của nó rồi bảo: mày là ma dại nơi nào mà đòi chiếm thân xác của người khác, khôn hồn thì mau cút đi cho tao. Cả nhà tôi đều bất ngờ lắm. Chúng tôi nghĩ thầy chắc biết sớm hết mọi chuyện rồi ấy chứ. Nếu không bao nhiêu người đang đứng, thầy bỗng dưng lao vào con bé mà đánh như thế chứ. Bà Tâm bấy giờ mới hỏi, nếu quả thật đúng như lời cô nói thì thầy Hạnh rất giỏi. Người phụ nữ kia gật gù. Dân ạ, thầy giỏi lắm. Tôi nghe mấy người ở quê ai cũng ca ngợi hết. Mà ngặt nói là thầy có cách bắt ma hơi khác người. Thầy khó tính hay quát tháo rồi đánh đập. Hôm tôi tới xem có người bị tát chảy máu miệng máu mũi ra ấy. Rồi con cháu tôi cũng bị như vậy, thầy giá cho sưng cả mặt. Tuy nhiên sau khi về nhà con bé lại ngoan ngoãn, không còn trừng mắt hung dữ hay là tha thẩn một mình nữa. Tôi nghĩ là sau hôm nay vậy con bé có thể đi học bình thường như trước kia. Nghe cô con bé nói vậy, ai nấy đều gật đầu thán phục khả năng đặc biệt của thầy Hạnh. Tuy nhiên ai đến xem cũng hơi ái ngại vì cách xem đặc biệt của thầy. Người nào xem nặng thì mồm miệng chảy máu, nhẹ thì cũng ăn vài cái giả. Cô An bất giác đưa tay lên sờ má. Bà Tâm hiểu ý con dâu nên bảo, lát con để mẹ vào xem, con cứ ngồi yên là được. Cô An đáp, việc của nhà con thì con phải xem, sao con để mẹ xem thai chứ ạ? Hơn nữa mẹ già yếu rồi, phận làm con ai lại bất hiếu như vậy được. Con không sao đâu mẹ,
cùng lắm thì thầy giả cho con như cháu bé kia. Cháu ấy chịu được thì với con có là gì đâu. Vừa hay thầy cũng xem xong và trục dâm cho cô bé. Thầy đưa cho người nhà nắm vàng mã to, rồi bảo cô đứa bé mang ra thùng hóa vàng, hóa gửi cho cái dòng kia, để nó không theo ám người khác nữa. Thầy bước ra sân nhìn một lượt tất cả mọi người đến xem, rồi đi thẳng ra giường. Tiếng xì xào vang lên. Thầy vừa trục dông xong, mệt cho nên cần nghỉ. Thông thường thầy sẽ nghỉ 10 phút rồi quay vào. Thầy nhìn trúng người nào thì sẽ xem cho người ấy. Cô An thắc mắc, chứ không phải ai đến trước sẽ được xem trước hay sao hả chị? Người đó lắc đầu. Thầy này đặc biệt khác người ở chỗ ấy. Nếu thầy nhìn trúng ai thì xem cho người đó, chứ không thiên vị cho ai cả. Vậy nên mới có những người đến đây chờ cả mấy ngày mà không xem được, nhưng có người vừa đến lại xem được ngay. Bà Tâm gật đầu. Vậy thì chúng ta sẽ có hy vọng được xem nếu có duyên với thầy. Mẹ đang nghĩ đông người thế này thì chắc tối mới đến lượt mẹ con mình mất thôi. Chờ chừng 10 phút, thầy Hạnh ở ngoài giường đi vào sân. Thầy quét mắt một lượt nhìn mọi người, đôi môi tô son đỏ chót, hơi mấp máy, rồi bất chợt lên tiếng. Ở đây có người bị chết quan đang nhờ ta giúp đỡ. Gia đình nào có người mới mất, mau theo ta vào trong điện. Cô An nghe vậy cũng vội đứng lên. Phía góc sân cũng có hai người khác đứng dậy cùng lúc ấy. Thầy nhìn qua một lượt những người đứng dậy rồi chỉ tay vào cô An. Cô này theo tôi vào điện, những người khác tiếp tục chờ tới lượt. Bà Tâm cũng đứng dậy theo cô An đi vào điện. Thầy hỏi bà Tâm. Bà là gì với cô này? Bà Tâm đáp. Tôi là mẹ chồng, còn đây là con dâu của tôi. Thầy chỉ cho hai mẹ con cô ngồi xuống chiếu đối diện với thầy. Cô An nhanh tay lấy tiền đặt vào bang rồi ngồi xuống cạnh bà Tâm. Thầy liếc nhìn cô An khẽ nhếch mép cười. Nhà cô có người mới mất, nhưng gia đình lại gặp chuyện chẳng lành, có đúng không? Cô An đáp. Dân thưa thầy, là chồng con nghĩ quẩn nên treo cổ tự tử, con nhờ thầy xem giúp có chuyện gì hay không ạ? Thầy chỉ tay vào mặt cô An mà quát. Điều ngoa, cô dám đổ lỗi cho người chồng mình hay sao? Tội của cô lớn lắm. Cô An ngơ ngác. Sao thầy lại nói như thế ạ? Con có làm gì đâu. Tại sao thầy lại nói tội của con ạ? Thầy giơ tay tát thẳng vào mặt cô An một cái, chái má. Cô An bị đánh bất ngờ, khẽ kêu lên. Bà Tâm thấy thương con dâu. Mong thầy nương tay chiếu cố, nhẹ tay giúp cho. Chúng tôi đội ơn thầy. Thầy trợn mắt quát. Loại đàn bà hư hỏng khiến chồng phải tự vẫn, không đáng được thương xót. Cô An tức giận. Thầy có thể nói gì cũng được, nhưng không được phép sỉ nhục nhân cách của tôi. Thầy tính giơ tay lên tát cô An thêm một cái nữa, nhưng cô nhanh chóng nắm lấy tay thầy. Cô nói, tôi và thầy không thù không oán, sao thầy đổ tiếng ác cho tôi? Thầy nhếch mép. Cô là con quỷ cái, vì cô nên chồng cô mới chết oan ức. Oán khí trùng trùng, cô tính mồm ngoai mép giải trước cửa điện hay sao? Cô An đáp, tôi không làm gì sai, tôi cũng không có lỗi với chồng con, tại sao tôi phải nhận? Thầy đáp, cô, chính cô giết chết con của cô, nên chồng cô mới bị đứa bé bắt đi. Cô là kẻ ác đức đã giết hại đứa con của mình, cô là con quỷ dữ. Mẹ chồng cô An sững người. Thầy nói cái gì vậy? Con dâu tôi trước giờ ngoan ngoãn hiền lành, thầy có nhầm không? Thầy đáp, bên âm nhà bà báo, chính cô ta đã bỏ một đốt. Đốt đó giờ đang oán hận, tất cả mọi chuyện xảy ra trong nhà bà do cái đốt bỏ ấy mà ra. Vong oán phần 12, tác giả Hà Dương, Phú Dương. Bà Tâm nhìn cô An đầy thắc mắc. Có chuyện đó sao con? Cô An một mực chối. Con không có mẹ ơi, con chưa sảy thai bỏ một đốt nào cả. Không thể có chuyện có đốt bỏ oán hận con đâu mẹ. Thầy giơ tay lên định túm lấy cô An, nhưng cô An đứng bật dậy. Thầy nói vậy là đặt điều cho tôi mà định đánh tôi ư? Tôi không phải là đứa trẻ lên ba cho thầy muốn làm gì thì làm đâu. Thầy tức giận. Ý cô làm sao? Cô định bảo tôi nói bậy sao? Tôi làm nghề này bao nhiêu năm nay, chưa khi nào nói sai nửa câu. Cô thử hỏi những người đến đây xem, người ta tin lời cô hay tin lời tôi? Cô An cũng tức giận. Nếu thầy làm bởi cái tâm thì tôi không nói làm gì. Tôi vốn dĩ không như thầy nói. Thầy đừng dựa thánh mà phán bậy, tôi không để yên đâu. Thầy đáp, đúng là già mồm, cô định cả vú lấp miệng em sao? Tôi mỗi ngày nói chuyện với bao nhiêu linh hồn, không lẽ linh hồn biết nói dối sao? Cô An đáp, linh hồn không nói dối, nhưng người buôn thần bán thánh như cô thì xảo trá, cô nói không đúng sự thật. Thầy bỗng rung lập cập
rồi trợn mắt lên đổi giọng léo nhéo. Bà ác lắm, bà giết chết tôi sẽ không tha cho bà đâu. Mọi người bắt đầu bàn tán, vì ai cũng nghĩ thầy đang bị dông nhập. Thầy lai tay bà Tâm. Bà nội, cháu chết oan ức lắm, bà ta ác như quỷ, bà ta không cho cháu thành người, cháu sẽ bắt hết mọi người xuống dưới này với cháu. Bà Tâm đang băn khoăn, không biết nên trả lời thế nào, thì dòng nói tiếp. Bố cháu cũng bị cháu dẫn đi rồi, sắp tới cháu sẽ dẫn tiếp những người khác. Cô An cười khẩy. Bà đúng là uổng chữ thầy, bà là thầy phù thủy, chuyên hại người, bà định lợi dụng dông nhập mà hại tôi sao? Thầy hét lên. Bà im miệng, tôi sẽ bắt hết những người thân của bà. Cô An tức giận lao vào túm lấy bà thầy, tát liên tiếp mấy cái liền. Thầy đánh người ta quen tay, hôm nay bị cô An tát cho sưng cả mặt, kêu gào mọi người cứu. Cô An đáp, tôi đánh cái dòng đang ốp vào thầy Hạnh, chứ không phải đánh thầy. Cái dòng này láo toét, tôi giả chết nó luôn. Tiếng những người đi xem bắt đầu bàn tán xôn xao. Mọi chuyện như thêm phần kỳ bí cho câu chuyện của nhà cô An. Bà thầy bị tát cho trái má, những ngón tay chằng chịt hằn lên hai bên má, phồng miệng lên quát. Bà giỏi lắm, cả thầy mà bà cũng dám đánh, thì dứt bỏ một cái thai mới thành hình, thì sao bà không dám? Cô An đáp, vậy sao? Vậy tôi tên gì? Mẹ chồng tôi tên là gì? Trong nhà tôi còn những ai? Nói đi! Mẹ chồng cô An cũng đứng dậy. Phải rồi, tôi tin con dâu của tôi, nếu thầy không nói được thì chúng tôi không tin. Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán ầm ĩ. Thầy mau nói đi, nếu không nói được thì là lừa đảo rồi. Cùng lúc ấy, tiếng gào khóc vang lên ngoài ngõ, tiếng khóc càng ngày càng to và đoàn người dồn về phía nhà thầy Hạnh. Một người phụ nữ mập mạp dẫn đầu đoàn người xông thẳng vào điện. Thầy Hạnh đâu? Quân lừa đảo, mau ra đây đền mạng cho con tôi. Mọi người bắt đầu súng đèn súng đỏ lại, thầy Hạnh mặt mũi tái mét chứ không còn hung dữ như trước nữa. Người phụ nữ mập mạp ấy quát lên. Con yêu tinh, quân lừa đảo, mau trả lại mạng cho con tôi. Cả đoàn người khiêng luôn chiếc quan tài vào điện. Thầy lắp bắp. Mấy người tính làm gì vậy? Con tôi đến nhà thầy xem, thầy bảo nhà tôi gặp hạn lớn, phải lập đàn, cắt dây ăn nghiệp chướng, nếu không con tôi sẽ chết. Con tôi đưa cho thầy 130 triệu để lập đàn, mà mới được có một tháng, con tôi đã qua đời. Cô mau trả lại mạng cho con tôi. Những người đến điện xem cũng ồ lên, tiếng bàn tán ồn ào. Sao thế nhỉ? Lập đàn mất 130 triệu mà người vẫn chết, vậy chẳng phải lừa đảo ư? Một người khác lên tiếng. Vừa nãy thầy cũng bảo nhà cô kia là có bỏ một đốt rồi đốt bỏ báo án, không lẽ cũng lừa đảo sao? Thì rõ ràng lừa đảo rồi còn gì, cô kia đã nói không bỏ sảy đốt nào mà. Bà Tâm thấy đoàn người làm ầm ĩ cũng kéo cô An ra ngoài. Ra ngoài thôi con, bà thầy này lừa đảo rồi, chúng ta ở đây làm gì nữa? Tiếng người phụ nữ mập mạp kia cứ quát tháo ầm ĩ. Quân lừa đảo, ôi con ơi, con mất oan ức quá, đúng là quân lừa đảo mà, bà mau trả lại mạng cho con tôi. Thầy Hạnh lấy lại bình tĩnh. Mọi người bình tĩnh đi, chắc có hiểu lầm chứ tôi đã lập đàn cắt đứt dây oan rồi, không có chuyện đó đâu. Câm miệng, quân lừa đảo, mọi người mau vào đây mà xem quân lừa đảo. Thầy vì cái thể loại khốn nạn này, nó lấy của con tôi 130 triệu để lập đàn cúng bái mà con tôi vẫn chết. Ôi con ơi, sao con ngu muội tin lời loại người lừa đảo này để chết oan ức quá con ơi. Tiếng hô hào, đập chết nó đi, quân lừa đảo này sống chỉ thèm chật đất thôi, mọi người mau đập chết nó đi. Hàng xóm láng giềng nghe ầm ĩ cũng chạy sang xem náo nhiệt. Mẹ con cô An kéo nhau ra về tránh phiền toái. Bà Tâm bực mình nói, thật không thể nào chấp nhận được trên đời này lại có người phụ nữ khốn nạn đến thế, lừa người ta mà còn làm ra vẻ tài giỏi lắm ấy. Cô An, lúc bà ta đánh đứa bé kia là con thấy khó chịu rồi, tuy nhiên con không nghĩ là bà ta lại ác đến thế. Bà Tâm nhìn cô An, con còn đau hay không? Cô An lắc đầu, con hết đau rồi mẹ à. Biết thế này lúc ấy con tranh thủ tát cho cô ta thêm vài cái nữa, cho cô ta chịu cái tội lừa đảo, điêu ngoa, hại người đi. Bà Tâm đáp, phen này cả nhà bà mập ấy cũng chẳng tha cho cô ta nữa đâu. Lấy của người ta những 130 triệu mà con người ta lại bị chết, thì người ta chẳng đào nhà lên cho ấy chứ. Có khi phải bán cả nhà đi nơi khác, làm lại cuộc đời, chứ ở đây cũng không yên. Cho cô ta chừa, lừa đảo ăn tiền của bao nhiêu người mà giờ mới bị lộ. Cũng may là cô ta bị lộ, nếu không thì còn nhiều kẻ khác bị lừa nữa mẹ à.
hai mẹ con cô An về nhà mà không được việc. Bà Tâm kể lại cho mọi người nghe chuyện ở nhà bà bói tên Hạnh, làm ai nấy đều lắc đầu ngao ngán. Thầy bây giờ cũng năm bãi loại thầy, thật tình không biết, không giúp được thì để người ta đi tìm thầy khác. Đằng này cứ ôm hết về mình, lấy tiền mồ hôi nước mắt của người ta, rồi buông thần bán thánh. Cô An nói, vậy chứ sao thánh không giật cho bà ta méo miệng, cho bà ta không đi lừa đảo người khác nữa nhỉ? Chú Đồng lo lắng, vậy bây giờ chả biết đường nào mà lần, chuyện nhà mình biết giải quyết làm sao bây giờ? Nếu không may chúng ta cũng gặp phải thầy lừa đảo như thế thì phải làm sao? Bà Tâm thở dài, nghe cậu Hòa nói 3 ngày sau chúng ta sẽ gặp được quý nhân, hôm nay đã là 1 ngày rồi, còn 2 ngày nữa thôi. Vợ chồng chú Bắc cũng ghé nhà chú Đông hỏi thăm tình hình bà Tâm và cô An đi xem. Chú Bắc hỏi, vậy đêm qua mẹ trực tiếp nhìn thấy cái bóng trong giường chú đúng không? Bà Tâm nói chắc như đinh đóng cột. Phải, mẹ tính đi tiểu nhưng vừa mở cửa ra đã thấy cái bóng ở giường rồi. Mẹ còn soi đèn ra giường chuối và thấy mắt của nó đỏ rực. Nó nhìn chằm chằm về phía mẹ, làm cho mẹ hoảng quá, đánh rơi cả cái đèn luôn. Chú Bắc nói, vậy đêm nay con sai nhà chị An cùng mẹ xem sao. Nếu thật sự có ma, chúng ta bắt con ma ấy lại, hỏi cho ra lẽ. Ý kiến của chú Bắc vừa đưa ra thì tất cả mọi người đều không tán thành. Cô An nói, ma quỷ không đùa được đâu. Tôi chỉ sợ chúng ta chọc giận vong hồn thôi. Biết đâu vong ấy không phải là của anh Nam thì sao? Chú Bắc, chị yên tâm đi. Mà nó kỵ tỏi mà. Đêm nay em sẽ đeo cả cân tỏi lên người, xem nó làm gì được em. Chú Đồng cũng đồng tình. Ý kiến của chú Bắc cũng được đấy. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải cẩn thận. Đêm nay tôi trực rồi. Hay đêm mai tôi nghỉ làm thì tôi và chú sang bên nhà chị An được không? Chú Bắc đáp, anh bận thì cứ đi làm đi. Một mình em đi được rồi anh à. Chú Bắc cùng mẹ con cô An về nhà cô An. Bà Tâm mua thêm rất nhiều tỏi mang về, phòng trường hợp gặp ma thật thì dùng đến. Cả ba giờ đến cổng thì thấy chú Mạnh đang ngó nghiêng vào nhà. Cô An hỏi, bác Mạnh có chuyện cần gặp em hay sao? Chú Mạnh đáp, cô đi đâu mà mấy ngày nay không thấy ở nhà. Mẹ tôi bảo đêm qua không biết nhà cô có chuyện gì mà nghe tiếng la hét ầm ĩ nên bảo tôi sang hỏi thăm xem sao. Cô An mở cửa mời mọi người vào nhà. Bà Tâm đáp, là đêm qua con An nhà tôi mơ thấy ác mộng nên la hét lên, chắc đêm thanh vắng nên làm bà bên ấy tỉnh giấc. Chú Mạnh đáp, đêm qua cháu đi trực không có ở nhà, cháu nghe mẹ cháu nói lại nên giờ sang hỏi xem có chuyện gì không, dù gì cũng là hàng xóm láng giềng với nhau bác ạ. Bà Tâm, thật là quý quá, cảm ơn nhà anh Mạnh nha. Chú Mạnh thật thà, đêm qua mẹ cháu bảo chó sủa nhiều nên mẹ cháu không ngủ được, mẹ cháu dậy đi vệ sinh thấy bên giường nhà bà có ánh đèn sáng. Mẹ cháu đứng ngay hiên nhìn không rõ vì mẹ cháu bị mờ mắt, nhưng mẹ cháu khẳng định là có ai mặc áo trắng đi lại trong giường nhà cô An. Mẹ cháu cứ lo nhà lại có chuyện không hay nên sáng cháu về mẹ cháu bắt sang hỏi ngay mà cháu không thấy cô An đâu. Cô An pha ấm nước cầm vào mời khách. Cô hỏi, vậy là bà Mừng cũng nhìn thấy cái bóng trắng trong giường ư? Chú Mạnh đáp, ừ, tôi thấy mẹ tôi nói thế. Chú Bắc bấy giờ mới hỏi, anh có khi nào nghĩ đó là ma không? Chú Mạnh nghe vậy bèn cười lớn, chú đùa tôi hả? Tôi là công an đấy, làm gì có ma với quỷ chứ. Bà Tâm đáp, nhưng mà chính mắt tôi nhìn thấy mắt nó đỏ rực, nó cứ lơ lửng trong giường chú một lúc rồi biến mất. Chú Mạnh vẫn không thay đổi quan điểm, không có ma đâu bác ạ. Nếu có ma thì còn tình nguyện bỏ mũ công an vì làm thầy mo đi bắt ma phục vụ mọi người. Chú Bắc cười, anh không tin sao? Tôi cũng không tin, nhưng mà chuyện xảy ra ở nhà tôi lạ lắm. Từ lúc anh Nam nhà tôi mất đến giờ có quá nhiều điều trùng hợp, tôi không tin cũng không được. Đêm nay tôi ở đây tính xem còn ma ấy mồm ngang mũi dọc ra sao đây. Chú Mạnh đáp, vậy đêm chú gọi cho tôi sẽ phụ chú một tay bắt con ma ấy lại. Tôi cũng muốn xem con ma mồm ngang mũi dọc ra làm sao. Mọi người chuyện trò một lúc thì bà Mừng gọi chú Mạnh về nhà vì có khách. Chú Bắc cũng đi ngủ sớm, chuẩn bị cho đêm dài thức chiến đấu với con ma trong giường chuối. Đêm đó đúng 1 giờ, tiếng chó bắt đầu tru lên từng hồi dài, làm cô An giật mình tỉnh dậy. Bà Tâm cũng bị tiếng động làm cho giật mình tỉnh dậy. Phía giường bên kia, chú Bắc cũng dậy, chuẩn bị tinh thần. Bà Tâm khẽ nhẩm dậy gọi con trai. Hôm trước, chó cũng tru lên như vậy, thì mẹ thấy cái bóng ở trong giường chuối con à. Chú Bắc đứng ra cửa, nhìn thẳng ra giường chuối, nhưng mãi không thấy cái bóng trắng mà mọi người nhắc đến xuất hiện. Chú chờ 2 tiếng đồng hồ liền, thì cơn buồn ngủ ập đến. Chú ngáp ngắn ngáp dài bảo với bà Tâm,
Có lẽ đêm nay con ma không xuất hiện nữa, mẹ con mình đi ngủ thôi. Bà Tâm cũng đồng ý với ý kiến của con trai. Tuy nhiên, mọi người vừa đi nằm một lúc thì tiếng động lại vang lên. Cô An ngồi bật dậy. Hình như tôi nghe có tiếng bước chân. Chú Bắc cũng đáp. Không lẽ nhà có trộm, em cũng nghe thấy tiếng chân người đi. Chú Bắc cầm chiếc đèn rồi nép sát ra cửa nhìn ra ngoài sân. Chú quét mắt một lượt ngoài vườn chuối, rồi nhìn về phía cửa bếp cũng không thấy động tĩnh gì. Chú phàn nàn, chẳng lẽ là tiếng chuột chạy? Bà Tâm nhắc, thôi con tranh thủ ngủ đi, mai còn đi làm, nếu nó tới thì sẽ tới thôi. Cả nhà đi ngủ lại và ngủ ngon tới sáng hôm sau mà không nghe thấy tiếng động nào nữa. Sáng cô ăn dậy sớm nhất, cô vừa mở cửa thì sợi dây thòng lọng bất ngờ rơi xuống ngay trước mặt cô.